cái giá phải trả cho cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế. Thưa quý vị và các bạn, luận tội vụ án chuyến bay giải cứu, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị mức án tử hình đối với bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, đồng thời kiến nghị xem xét trách nhiệm ông Tuyên trong giai đoạn 2 của vụ án. Phiên tòa xét xử đại án chuyến bay giải cứu kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị mức án đối với 54 bị cáo. Cựu thư ký bị đề nghị tử hình, kiến nghị xem xét trách nhiệm thứ trưởng. Ở nhóm tội nhận hối lộ có 21 bị cáo là cựu lãnh đạo, cán bộ thuộc nhiều bộ ngành địa phương, trong đó 18 người bị truy tố với khung hình phạt 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình. Cụ thể, bị cáo Nguyễn Quang Linh, cựu trợ lý Phó Thủ tướng thường trực, nhận hối lộ hơn 4,2 tỷ đồng, bị đề nghị mức án 7-8 năm tù. Bị cáo Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nhận hối lộ 21,5 tỷ đồng, bị đề nghị mức án 12-13 năm tù. Bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan, cựu Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, nhận hối lộ 25 tỷ đồng, bị đề nghị mức án 18-19 năm tù. Bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế, người nhận hối lộ nhiều nhất với 42,6 tỷ đồng, bị đề nghị mức án tử hình. Liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo Kiên, Viện Kiểm sát còn kiến nghị xem xét trách nhiệm của Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên tại giai đoạn 2 vụ án. Bị cáo Trử Xuân Dũng, cựu Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nhận hối lộ hơn 2 tỷ đồng, bị đề nghị mức án 4-5 năm tù. Bị cáo Trần Văn Tân, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, nhận hối lộ 5 tỷ đồng, bị đề nghị mức án 8-9 năm tù. Ở nhóm tội đưa hối lộ, 23 bị cáo là đại diện các doanh nghiệp liên quan trực tiếp đến việc tổ chức chuyến bay đưa công dân về nước. Hai người đưa hối lộ nhiều nhất là Lê Hồng Sơn, cựu tổng giám đốc công ty Blue Sky, và Nguyễn Thị Thanh Hằng, cựu phó tổng giám đốc công ty Blue Sky, với số tiền bôi trơn lên tới hơn 100 tỷ đồng. Hai bị cáo này lần lượt bị đề nghị các mức án 10-11 năm tù và 11-12 năm tù. 21 bị cáo khác, người bị đề nghị thấp nhất là 18 tháng tù, cao nhất là đến 9 năm tù. Ở nhóm tội môi giới hối lộ có 4 bị cáo, trong đó cựu thiếu tướng, cựu phó giám đốc công an thành phố Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn bị đề nghị mức án 6-7 năm tù. Ở nhóm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có 2 bị cáo, trong đó có bị cáo Hoàng Văn Hưng, cựu trưởng phòng 5 Cục An ninh điều tra Bộ Công an, cựu điều tra viên chính thụ lý vụ án, bị đề nghị mức án 19-20 năm tù. Ở nhóm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ có 4 bị cáo, trong đó bị cáo Trần Việt Thái, cựu đại sứ Việt Nam tại Malaysia, bị đề nghị mức án 5-6 năm tù. Dư luận đồng tình với mức án dành cho cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế. Cựu thư ký của Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhận số tiền lớn nhất với 253 lần, nhận lót tay 42,6 tỷ trong vụ chuyến bay giải cứu. Có thể nói đây là người nhận hối lộ số tiền kỷ lục lớn nhất trong vụ án này chỉ trong thời gian ngắn là 9 tháng. Thời điểm đó, Bộ Y tế phân công Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên làm nhiệm vụ xem xét, duyệt ký văn bản trả lời Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan chức năng khi những nơi này xin ý kiến về chuyến bay giải cứu, chuyến bay combo và xin cho khách lẻ được về nước. Các cơ quan chức năng thông qua Phạm Trung Kiên để trình Thứ trưởng xem xét ký duyệt văn bản trả lời. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, thư ký Phạm Trung Kiên đã yêu cầu đại diện các doanh nghiệp cá nhân chi tiền từ 50 triệu đến 200 triệu một chuyến bay. Đối với chuyến bay combo, thư ký Kiên ra giá với doanh nghiệp phải chung chi từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng một khách. Với hình thức đếm đầu người cho khách lẻ, Kiên ra giá từ 7 đến 15 triệu đồng một khách. Theo dõi vụ án chuyến bay giải cứu, có thể thấy vì lòng tham, cơ chế kiếm tiền dễ dàng nên các nhóm lợi ích đã câu kết với nhau, bỏ đi cả danh dự, liêm sỉ để trục lợi trên nỗi đau, khó khăn của người dân, đất nước. Những hành vi phạm tội trong vụ án này đều có tình tiết tăng nặng cần phải áp dụng là lợi dụng tình trạng dịch bệnh để trục lợi. Do đó cần áp dụng nghiêm túc các quy định của pháp luật để quyết định hình phạt thật nặng, thậm chí cần xử lý theo quan điểm mất một người nhưng cảnh tỉnh cả xã hội, còn nếu không thì nhiều người vẫn chưa biết sợ, vẫn tham nhũng, trục lợi. Và trước mắt là một án tử dành cho một cựu thư ký lộng hành, ngang ngược, vượt mặt cả thứ trưởng để thao túng móc ruột, ăn trên xương máu của nhân dân. Khi thông tin được công bố, dư luận đều đồng tình ủng hộ. Dư luận cho rằng cần xử lý theo quan điểm mất một người nhưng cảnh tỉnh cả xã hội, còn nếu không thì nhiều người vẫn chưa biết sợ, vẫn tham nhũng, trục lợi. Còn nỗi nhục nào hơn? Thưa quý vị và các bạn, những người trước tòa hôm nay ngoài tình đồng loại mà lẽ ra họ phải có, đương nhiên có. Họ còn có nghĩa vụ phục vụ nhân dân của họ vì họ hưởng lương để làm việc ấy. Họ đa phần là lãnh đạo, họ còn phải có trách nhiệm với nhân dân và tổ quốc của mình. Đúng như nhiều ý kiến nhận xét, đây là phiên tòa lịch sử, trước chưa có và hy vọng sau này cũng sẽ không có, không thể có nữa. Những bị cáo trong phiên tòa ô nhục ở chỗ, trong tình cảnh ấy, dân táo tác bơ vơ thế. Những người có trách nhiệm ở nhiều bộ ngành lại đi bóp nặn,
chính những công dân khốn khổ của nước mình. Nhớ những ngày ấy, hàng đoàn người đêm ngày sống chết di chuyển bằng mọi phương tiện, cả đi bộ từ Nam ra Bắc, từ nơi làm việc về quê, dù nghèo, rất nghèo. Họ phải từ quê đi kiếm ăn, giờ hoạn nạn lại quê mà tìm về. Rau cháo nuôi nhau, bởi nghĩ cho cùng, quê là nơi chốn nương thân cuối cùng, là nơi con người thấy bình yên nhất. Dù quê như đã nói, vốn đã nghèo tới mức họ phải bỏ đi kiếm ăn, giờ trong cơn dịch dã càng nghèo càng khốn khó. Và những người khổ sở trên đường xuyên Việt về quê ấy đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của những người dưng trên đường. Dọc đường dù sự giúp đỡ ấy cũng mang phiền lụy trong những ngày dịch đã cách ly, chứ không phải thong dong như ngày thường. Là những người dân nấu nước, mua bánh mì, bánh bao xôi để ra đường giúp bà con, những người sửa xe miễn phí, người lấy xe nhà chở cho một đoạn, thậm chí tặng cả cái xe máy, và có tới mấy người phụ nữ ra đường phát tiền cho bà con. Người thì tiền trần, người thì tiền trong phong bì. Tôi nhớ mình đã ứa nước mắt khi nhìn cả gia đình kín mít trên xe máy khi bất ngờ nhận tiền đã đồng loạt xuống xe cúi đầu cảm ơn. Dân không quên ơn ai bao giờ. Thế mà giờ trước tòa, những con người đa phần là công bộc của dân, đã từng ở nhiều vị trí công tác khác nhau, từ cán bộ ngoại giao tới lãnh đạo cấp tỉnh. Những người ngoài tình cảm đồng loại thì họ được trả lương để phục vụ công dân của họ, điều mà những người tôi kể phía trên kia không có. Những người phía trên họ làm vì tình cảm, vì tình thương, vì sự động lòng trắc ẩn trước những mảnh đời khốn khó, dù có khi họ cũng đang khốn khổ. Còn những người trước tòa hôm nay, ngoài tình đồng loại mà lẽ ra họ phải có, đương nhiên có, họ còn có nghĩa vụ phục vụ nhân dân của họ, vì họ hưởng lương để làm việc ấy, và hơn cả lương, bởi việc lương có thể chỉ nói nhân viên. Họ đa phần là lãnh đạo, những người ngoài việc hưởng lương một cách lạnh lùng, họ còn phải có trách nhiệm với nhân dân và tổ quốc của mình. Thế mà họ đã, đúng nghĩa là chấn lột đồng loại trong cơn khốn khó, trong cơn hoảng loạn vì dịch bệnh bất ngờ, chấn lột hết sức nhẫn tâm. Nhớ có một lần nhà báo tôi quen, ông này thân với ông Nguyễn Sự, nguyên bí thư thành phố Hội An, kể rằng đã chứng kiến một doanh nghiệp đưa phong bì cho ông Sự. Khi ông Sự đã quay lưng đi thì vị này chạy theo đưa, ông Sự cương quyết trả lại, dù ông doanh nghiệp nói chỉ là quý nhau, biếu nhau, chứ trả nhiều vả gì. Ông nhà báo cự ông Sự, ông không lấy cho ông thì ông lấy rồi, cho lại dân nghèo á, mắc chi từ chối, mà nhà ông cũng có khá giả gì cho cam. Ông Sự nói, không được, phong bì nó như ma túy ấy, cầm được một lần rồi sẽ cầm tiếp, mà quen rồi tới lúc lâu lâu không có ai đưa thì buồn, thì lại đi gợi ý người ta đưa. Kết quả giờ về hưu, ông Sự cứ ten ten, dép lê quần sóc đi cà phê mỗi sáng, ngồi lẫn với dân đen Hội An, nói chuyện trên trời dưới biển với họ, thì thoảng cũng có thể đệm vài từ dân dã cho sướng mồm. Còn trước tòa hôm nay, ông Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân, đồng hương của ông Sự, đã chứng minh ông Sự đúng khi khai. Đã nhận phong bì một lần rồi, rất khó từ chối lần hai. Kết quả ông này nhận tới 9 lần với hơn 5 tỷ đồng. Mà với hơn 5 tỷ đồng thì chắc chắn không phải phong bì mà là vali hoặc ba lô. Buồn hơn nữa là quan chức nhưng đồng thời là tri thức, là nhà khoa học. Lâu nay tôi vẫn kính trọng trí thức bởi họ học nhiều biết rộng, đọc nhiều sách tính nhân văn, lòng trắc ẩn chắc chắn sẽ mênh mông hơn người thường. Ít nhất là hơn tôi, là tôi muốn nhắc tới ông đại sứ Việt Nam ở Malaysia, Trần Việt Thái. Ông này không chỉ là đại sứ bình thường, ông ấy cũng là một trí thức, là phó giáo sư, tiến sĩ. Chào ơi, qua ông này mới thấy đúng là trí thức cũng có. Trí thức JIS, trí thức JAS. Ông này theo cáo trạng đã chấn lột của 1.900 người Việt Nam là tù nhân mãn hạn tù bị nước sở tại đuổi về nước vì dịch. Ai cũng biết đã đi tù thì khổ tới như thế nào, nhưng họ và gia đình đã phải vay mượn để đóng cho ông Thái và cấp dưới của ông ta. Và đau xót hơn, họ ốp của cả chị em cùng khổ, đối tượng mà dân Việt hay gọi là gái ngành, mà trước tòa ông Thái khai là sang đấy làm nghề nhạy cảm. Mà sang đó họ cũng rất khổ, đi theo dạng du lịch, hết hạn visa lại phải về rồi sang lại. Và bị bắt đi tù, và bây giờ khi mãn hạn tù bị trục xuất về thì bị vị đại sứ này và một số nhân viên nặn tới cái lai quần của họ. Nói thật, nuốt được tới cả những đồng tiền ấy thì không cần tuyên án, ông này đã chết rồi. Lại nhớ bà nguyên phó chủ tịch nước từng nói, ăn không từ một thứ gì, thì đúng là không từ một thứ gì, áp vào trường hợp này không thể chính xác hơn. Ăn của tù đã táng tận lương tâm rồi, tới của cả gái ngành, kiêm tù nhân thì sự khốn nạn, nó lên tới đỉnh điểm. Hôm qua một bác sĩ, từng là giám đốc một bệnh viện dã chiến gửi cho tôi mấy bức ảnh bác sĩ trong bệnh viện của anh. Tôi xin tòa soạn đăng kèm để chúng ta nhớ một ngày, chưa xa chúng ta đã sống như thế nào, các bác sĩ tuyến đầu đã vất vả khổ sở ra làm sao. Một ảnh là hai bác sĩ tranh thủ nghỉ sau ca cấp cứu, và ảnh sau là một ca mổ đẻ tại bệnh viện dã chiến, mẹ cháu bé trên đường về quê bằng xe máy tới địa phận Gia Lai thì đau đẻ. Và trong hoàn cảnh ngặt nghèo ấy, các bác sĩ ở bệnh viện dã chiến đã mổ thành công mẹ tròn con vuông. Nhớ là hồi ấy, cứ ngoáy mũi hai vạch là vào khu cách ly. Nhiều cái chết hết sức thương tâm, chúng ta đang chuẩn bị xử đại án thứ hai liên quan COVID, Việt Á.